Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có thể nói rằng khủng long phi điều thời cổ đại là một nhóm động vật hết sức đa dạng. Có loài to lớn đáng sợ như T-Rex thì cũng có loài nhỏ bé như Microraptor. Chắc chắn là nếu những loài khủng long như vậy còn tồn tại thì chúng có thể trở thành vật cưng yêu thích của nhiều người. Vậy bây giờ hãy giả sử Jurassic Park có thật, con người có thể hồi sinh khủng long và bạn đang phân vân không biết chọn giống loài nào trong hàng nghìn giống loài để thay chó mèo đồng hành cùng mình thì hãy tham khảo video sau nha. Trước tiên, tôi muốn nói rõ tiêu chí lựa chọn khủng long là vật cưng của mình. Thứ nhất, chúng không thể quá to. Bạn sẽ không muốn một vật cưng có thể xô đổ căn nhà của bạn chỉ với một cú cựa mình hay nuốt chửng bạn với một cú đấm duy nhất. Do đó, những T-Rex hay Argentinosaurus sẽ không thể trở thành vật nuôi phù hợp được. Vì thế, hãy chọn cho mình những con khủng long có kích thước nhỏ nhắn hay chí ít là vừa phải để bạn có thể nuôi trong nhà hoặc trong một khu vườn không cần quá rộng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Số 1. Psittacosaurus. Psittacosaurus là một chi khủng long đa dạng loài, với tổng cộng 12 loài có niên đại từ 126 cho đến 101 triệu năm. Điều đó chứng tỏ chúng là một chi khủng long thành công nên mới tồn tại dài và phát triển phong phú đến như vậy. Chúng chỉ lớn hơn con gà Tây một chút, chiều dài tối đa khoảng 2,5m. Chúng là một thành viên của phân bộ khủng long mặt sừng. Nhưng đừng lo, chúng không sở hữu những cái sừng vừa dài vừa nhọn như Triceratops, mà chỉ có sừng ngắn ở hai bên má. Chúng còn có thể có một chòm lông đuôi lạ mắt. Đây là một chi khủng long ăn thực vật, nhưng được đánh giá có trí thông minh ở mức khá cao, chỉ số phát triển não bộ chỉ kém T-Rex đôi chút. Những con khủng long anh chị có thể còn biết chăm khủng long em, như những gì chúng ta thấy trong tổ hợp hóa thạch gồm 25 cá thể Psittacosaurus non đã qua đời cùng nhau, trong đó có một con lớn hơn 24 con còn lại. Nếu bạn nuôi chúng từ nhỏ, tôi tin là Psittacosaurus sẽ làm bạn ngạc nhiên về mức độ gắn bó của chúng. Số 2. Velociraptor. Gợi ý thứ hai của tôi sẽ dành cho những bạn thích những con khủng long săn mồi thiện nghệ. Đó chính là cái tên rất quen thuộc, Velociraptor. Có phải bạn đang nghĩ ngay đến những con Velociraptor trong Jurassic Park không? Không, đừng lo. Chúng chỉ là phiên bản phóng đại qua phim ảnh thôi. Thực chất một con Velociraptor dài chưa đến 2m cũng chỉ ngang ngửa con gà Tây và cơ thể chúng không hề trần trụi như mấy anh bạn bò sát đâu, mà được bao phủ bởi lông vũ. Với khả năng săn mồi của Velociraptor thì thậm chí nó có thể giúp bạn bắt và tiêu diệt những con vật có hại như chuột nữa đấy. Chỉ có điều hãy cẩn thận khi chơi với cái móng vuốt cong như hình lưỡi liềm của nó, mà các nhà khoa học vẫn gọi là móng vuốt sát thủ. Nó có thể làm đứt da bạn nếu vô tình quẹt phải. Số 3. Europasaurus. Nếu bạn muốn nuôi khủng long cổ dài thì sao? Mặc dù khủng long cổ dài thường được biết đến với những loài khủng long dài 30-40m và cân nặng vài chục tấn, có thể đạp bạn bẹp lết như con tép với thân hình đồ sộ như vậy, nhưng tin vui cho bạn là vẫn có những loài khủng long cổ dài đạt tiêu chuẩn thú cưng. Một trong những cái tên như vậy là Europasaurus hunteri, một loài khủng long sauropod chỉ dài tầm 6m và nặng khoảng 750 cho đến 800kg. Sở dĩ chúng nhỏ như vậy là vì chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa đặc biệt được gọi là quy tắc Fuster hay hiệu ứng đảo. Do trên những hòn đảo biệt lập tài nguyên sinh tồn khan hiếm, nên một số động vật sẽ tiến hóa theo hướng nhỏ đi để có thể sinh tồn. Europasaurus hunteri sẽ là phiên bản hoàn hảo của bé Pi trong truyện dài Doraemon ngoài đời thực. Số 4. Stegoceras. Nếu bạn thích cái đầu cứng của Pachycephalosaurus nhưng nghe ngại kích thước khá to lớn lên đến 4m của chúng thì hãy chọn ngay phiên bản nhỏ hơn là Stegosaurus validum, loài khủng long cùng họ từng sống ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 77 đến 74 triệu năm trước nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Theo ước tính của các nhà cổ sinh vật học thì chúng chỉ dài khoảng 2 đến 2,5m và nặng tối đa khoảng 40kg. Với kích thước như vậy thì chúng có thể sở hữu đôi chân có khả năng chạy nhanh để thoát khỏi những kẻ ăn thịt và tôi tin là chúng có khả năng trở thành bạn chạy bộ của bạn vào mỗi buổi sáng. Nhưng đừng bao giờ thử độ cứng của cây đầu nha, chúng sẽ không thích đâu. Số 5. Minmi. Tiếp theo là một cái tên dễ thương đến từ đất nước của những điều kỳ thú, nước Úc. Đó chính là Minmi, một chi giáp long cỡ nhỏ sống cách đây 120 đến 112 triệu năm trước, chỉ dài khoảng 3m và nặng khoảng 300kg. Hóa thạch của nó được tìm thấy từ năm 1980 tại bang Queensland, Úc. Cái tên Minmi của nó có thể là tên của một loài hoa trong ngôn ngữ thổ dân Úc. Mặc dù là giáp long như Ankylosaurus, Minmi có thể không sở hữu cái đuôi chùy to nặng, do đó bạn sẽ không lo bị vỡ ống đồng nếu con Minmi bạn nuôi lỡ quẹt đuôi trúng chân bạn đâu nha. Số 6. Brachycephalopan.
Bạn có tin rằng có một loài khủng long cổ dài nhưng cổ lại không dài, nghe hơi tào lao nhưng mà có đấy. Chắc hẳn bạn sẽ phải dụi mắt vài lần khi nhìn thấy nó. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn Brachycephalopan-mesai, loài khủng long sauropod, hay như chúng ta vẫn gọi là khủng long cổ dài, đến từ vùng đất ngày nay là Argentina. Những hóa thạch của Brachycephalopan-mesai được xác định có niên đại vào thế Jura muộn, cách đây khoảng 160 đến 150 triệu năm trước. Chúng đang giữ kỷ lục cái cổ ngắn nhất trong số các loài sauropod. Người ta đoán rằng đây là một sự thích nghi nhằm lấp đầy một cái ngách nào đó về mặt sinh thái. Có thể nó chỉ sơ những loại thực vật tầng thấp mà các loài sauropod khác không thèm ngó ngàng đến chẳng hạn. Brachycephalopan cũng chẳng to lớn gì cho cam nếu so với các loài sauropod cùng thời khi chỉ dài khoảng 10 mét khi đã trưởng thành. Điều đó khiến chúng rất thích hợp để bạn có thể nuôi nó trong khuôn viên nhà mình, nhưng cũng phải rộng rộng một chút nha. Số 7. Chacapil. Bạn có nuôi một con khủng long là sự kết hợp giữa T-Rex và Ankylosaurus không? Nếu thế thì hãy chọn Chacapil canicura, loài khủng long cũng có hóa thạch được tìm thấy tại Argentina. Chúng được cho là thuộc nhóm khủng long Thyreophora, tức có họ hàng với Ankylosaurus và Stegosaurus, nhưng lại có thân hình khá giống T-Rex với hai chi trước teo nhỏ và di chuyển bằng hai chi sau là chính. Nửa thân trên của chúng có vẻ được bao bọc bằng một lớp giáp cấu tạo từ các phiến sừng, kéo dài từ đầu cho đến đuôi. Sống cách đây khoảng 97 đến 94 triệu năm trước và chỉ mới được phát hiện trong năm 2022. Hiện Chacapil canicura vẫn đang gây đau đầu cho các nhà cổ sinh vật học về nguồn gốc và phân loại của chúng. Có thể chúng là đại diện của một nhóm khủng long Thyreophora mới, hoàn toàn tách biệt với nhóm của Stegosaurus và Ankylosaurus. Số 8. Mononychus. Nếu các bạn yêu thích những loài khủng long có chi trước nhỏ, hãy đi đến tận cùng của việc này bằng cách nhận một em khủng long Mononychus olecranus, từng sống ở vùng đất Mông Cổ cách đây 70 triệu năm làm boss. Bởi chi trước của em ấy đã tiêu giảm đến mức gần như không thể giảm hơn được nữa, siêu nhỏ và chỉ giữ lại duy nhất một móng vuốt dài 7,5 cm, trong khi hai móng vuốt còn lại như thường thấy ở các loài theropod khác đã biến mất. Chi trước tiêu giảm là một đặc điểm thường thấy của họ khủng long Alvarez sauridae mà Mononychus là một thành viên. Khi nhận nuôi một em Mononychus, các bạn hoàn toàn có thể đặt cho em ấy biệt danh giang hồ là Long Một Ngón, nghe oách xà lách vô cùng. Số 9. Gì. Chắc chắn cái tên tiếp theo sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa. Xin giới thiệu Di Trì, loài khủng long kỳ lạ đến từ Trung Quốc cách đây 164 đến 159 triệu năm trước. Tên của nó dịch ra Hán Việt có nghĩa là rực kỳ, ghép giữa chữ rực nghĩa là đôi cánh và kỳ nghĩa là kỳ lạ. Như chúng ta biết thì những loài khủng long có thể sở hữu chi trước dạng tiền thân của đôi cánh với lông vũ, nhưng Di Trì lại sở hữu đôi cánh có màng da giống như thằn lằn bay hay rơi vậy. Nói không ngoa thì Di Trì là sự kết hợp hoàn hảo giữa một con khủng long và một con thằn lằn bay. Tuy nhiên đôi cánh này chưa thể giúp chúng bay hẳn như chim được, nhưng cũng có thể lượn qua lượn lại giữa các cành cây. Hãy nuôi em ấy ở chỗ có nhiều cây và ngắm cảnh em ấy lượn qua lượn lại bắt mồi mỗi ngày nha. Số 10. Natovinator. Và cuối cùng, để khép lại chủ đề khủng long vật cưng, tôi xin đề xuất một cái tên mà tôi cũng rất yêu thích trong những ngày cuối năm 2022. Natovinator polydontus, dịch ra có nghĩa là thợ săn biết bơi nhiều răng. Theo dự đoán của các nhà khoa học thì Natovinator polydontus sẽ dễ dàng khiến chúng ta nhầm nó với một con vịt, nhưng thực chất nó chính là một con khủng long phi điểu thực thụ sống ở Mông Cổ cách đây 72 triệu năm trước. Điều đặc biệt là Natovinator đã tiến hóa những đặc điểm thích nghi chuyên biệt cho việc bơi lội, chẳng hạn như xương sườn uốn về phía sau giống như chim lặn và chim cánh cụt, yếu tố đã khiến nó trở thành loài khủng long phi điểu đầu tiên được xác định có khả năng bơi lội siêu giỏi, đánh bại Spinosaurus, chi khủng long còn đang khiến người ta tranh cãi về khả năng bơi lội của mình. Nếu bạn có một hồ nước rộng, lựa chọn khủng long tốt nhất để bạn nuôi làm boss chính là Natovinator polydontus. Vừa rồi là 10 lựa chọn theo gợi ý của mê khủng long. Nếu bạn muốn nuôi một con khủng long phi điểu làm vật cưng đại diện cho nhiều nhóm khủng long khác nhau, phục vụ đủ mọi nhu cầu của các bạn. Nhưng nên nhớ những con khủng long này hoàn toàn là động vật hoang dã, và nếu bạn muốn nuôi động vật hoang dã thì phải có môi trường nuôi dưỡng phù hợp, tốt nhất là rộng rãi và nhiều cây cỏ. Các bạn cũng có thể có những lựa chọn khác cho riêng mình. Nếu có thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.